Xin chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay thì em mình sẽ giới thiệu đến cho các chị gái một mẫu áo mới của GDA, và đặc biệt là nó sở hữu một gam màu rất là tây và sang chảnh của các chị gái nhá. Vâng ạ, một mẫu áo màu xanh với cái kiểu phối rất là lạ trong mình. Ở đây thì thiết kế cổ chúng ta thấy không? Một cái cổ V rất là xinh này. Có một cái cúc ngọc trai cho chúng ta làm điểm nhấn khá là điệu chiếc áo này. Và chúng ta có thể mix với một chiếc quần công sở, ví dụ như là một quần baggy đúng không ạ? Hay là một chiếc chân váy cổ GDA các chị gái nhá. Dáng của nó thiết kế rất là vừa và tạo cảm giác là một cái áo cánh rơi trong mình. Khi mặc thì vô cùng là dễ chịu và thoải mái ạ. Và đặc biệt là khi mà mùa hè đến thì thời tiết nó rất là nóng, chúng ta sở hữu một chiếc áo lụa như này chúng ta sẽ cảm giác rất là mát và thoải mái luôn. Và bộ áo này đặc biệt bên em lại có size to các chị này, từ M cho đến 2XL cho các chị gái ạ. Tầm từ 65-68 cân đổ lại chúng ta có size rồi các chị nhá. Một mẫu áo mới của GDA như này chúng ta chỉ có với giá là 450.000 các chị yêu nhá. Chị gái nào mà mình đang yêu thích với một kiểu dáng mới lạ như này thì chúng ta cùng tham khảo cho em với mẫu áo này và liên hệ ngay với GDA các chị gái nhá. Để buông dáng rất là vừa đúng không ạ? Để buông cũng được mà chúng ta sơ vin cũng được, mix với quần hay chân váy cho em các chị gái nhá.